chúng tôi thuộc chương trình văn hóa nhân bản Lộc Việt. Hôm nay chúng tôi được gặp đại diện một số hội đoàn trong Liên Ủy ban chống Cộng sản ở Tay Sai, cũng như là Ủy ban mà đền thờ Đức Thánh Trần. Thì chúng tôi được biết rằng thì là Liên Ủy ban chống Cộng ở Tay Sai cũng như ở đền thờ Đức Thánh Trần thường hay tổ chức những cái buổi mà chào cờ đầu tháng. Nhưng mà bây giờ quý vị sẽ có một cái chương trình cho hàng tháng. Ví dụ như tháng 4 thì cái đề tài chính là 30 tháng 4 quốc hận, còn tháng 5 là dành cho vinh danh những bà mẹ Việt Nam, và trong đó có những người mà đã vợ của những tù cải tạo để được mà đi thăm nuôi tù cải tạo. Thì rồi tùy theo đó, những tháng 6 thì mỗi tháng có một chủ đề, thì xin ông Văn Kỳ Nhân cho biết về cái chương trình để cho mỗi một tháng nó có một chủ đề, thì như vậy cái sinh hoạt nó sinh động hơn, thì xin ông cho biết vấn đề đó. Thưa toàn thể đồng hương, từ ngày mà chúng tôi thành lập tượng Đức Thánh Trần, ngày thánh thành là ngày 13 tây tháng 9 năm 2014 cho tới nay là cũng gần 2 năm rồi. Thì cứ mỗi đầu tháng chúng tôi có một buổi lễ chào cờ. Thưa đồng hương, sở dĩ mà chúng tôi đặt tượng ngài, dựng tượng ngài lên ở trên trung tâm của thủ đô người Việt tị nạn cộng sản này là nhằm mục tiêu là nó rất cao cả. Đó là mục tiêu lấy cái tinh thần của ngài để cho mọi người thấy, mọi người công dân, nhất là người tị nạn cộng sản của chúng ta hàng ngày qua lại để thấy ngài, để mà nhớ cái tinh thần của ngài, cái tinh thần chống ngoại xâm. Và cái tinh thần đó, chúng tôi lấy cái ngày đó làm ngày quật khởi của toàn dân. Vì đồng hương thấy tình hình ở trong nước càng ngày Trung Cộng càng lấn nước, mà bọn Việt Cộng thì phải nói là rất hèn nhát, nhu nhược, chỉ xuôi theo chế độ cộng Tàu Cộng mà thôi, không dám chống đối một cách công khai và một cách quyết liệt. Do đó chúng tôi dựng tượng ngài từ ngày 13 tây tháng 9 năm 2014. Và phải nói là từ ngày chúng tôi dựng tượng ngài ở hải ngoại, ở trong nước cũng thấy cái gương đó. Và tất cả các cuộc biểu tình trong nước đều xuất phát từ Bến Bạch Đằng, từ nơi có tượng ngài ở Bến Bạch Đằng. Đó là điều chúng tôi thấy là việc làm của chúng tôi rất đúng. Và chúng tôi để duy trì cái tinh thần đó, hàng tháng chúng tôi đều có một buổi chào cờ mỗi thứ bảy đầu tháng. Và mỗi đầu tháng chúng tôi có một cái đề tài riêng biệt theo từng tự thời gian. Đặc biệt trong cái tháng 4 này, tất cả công tác chúng tôi tập trung vào việc tổ chức ngày quốc hận 30 tháng 4. Trong đó có nhiều chuỗi sinh hoạt suốt trong tháng 4. Và sau tháng 4 thì chúng tôi nghĩ rằng sau 40 năm đất nước miền Nam rơi vào tay Đảng Cộng sản, thì dân tộc Việt Nam đã điêu đứng, chịu nhiều cảnh bức bách và tiếng nói bị tù dập. Do đó mẹ Việt Nam rất đau khổ, nói chung mẹ Việt Nam rất đau khổ. Và nói đến mẹ Việt Nam thì chúng ta nghĩ đến những bà vợ của người quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa bị tập trung đi ở tù. Tôi nói là đi ở tù chứ không phải cải tạo gì hết. Vì với tư cách của Đảng Cộng sản, với tư cách của những thằng cán bộ Cộng sản, không đủ tư cách để mà cải tạo cái ai hết. Nói thẳng như vậy, thành ra chúng tôi phải dùng tiếng ở tù nó mới đúng nghĩa của nó. Vì thật sự cái từ cải tạo của Cộng sản tung ra chỉ là để mỹ dân thôi. Và tới giờ phút này toàn dân ở trong nước, kể cả miền Nam lẫn miền Bắc, đều rõ được cái chế độ Cộng sản nó như thế nào. Là một cái chế độ bán nước, là chế độ buôn dân, và một chế độ cướp giật tài sản của nhân dân. Đó là điều khẳng định. Thì chính vì đó chúng tôi tổ chức chào cờ hàng năm, hàng tháng, là để khơi lại cái tinh thần trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là những người tị nạn Cộng sản chúng ta. Đôi khi vì thời gian quên hết quá khứ và để mà lo cái lợi ích riêng tư, không nghĩ gì tới dân tộc đất nước. Và cuộc chào cờ đó mang cái ý nghĩa để nhắc nhở mọi người, dù hoàn cảnh nào, ở đâu,
thế nào đi nữa chúng ta cũng không quên được dân tộc và đất nước. Vâng, nhất xin ông Phan Kỳ Nhân, trong tư cách là một phụ nữ thì bà Trần Thanh Hiền nghĩ sao về trong cái đề tài của tháng 5 mà ông Phan Kỳ Nhân mới đưa ra là sẽ vinh danh những bà mẹ Việt Nam, mà trong đó cái thành phần mà được chú trọng tới là những người mà đi thăm nuôi tự vợ của những người tù, mẹ, chị, hoặc là đi nuôi những người tù cải tạo, thì bà Hiền là một phụ nữ, bà nghĩ sao về cái ý kiến đó? Dạ, thì với tư cách của một phụ nữ, và tôi cũng có người chồng cũng đi tù cộng sản 6 năm và ông ta đã qua đời cách đây 8 năm. Hậu quả cũng là do những cái ngày gian truân khổ sở trong tù, ông ta đã bị cùm 18 tháng, và trong thời gian đó tôi có đi thăm, tôi đi thăm thường xuyên, bởi vì ông ta ở miền Nam, ở trên núi Bà Đen đó, ở vòng quanh núi Bà Đen. Thành ra tôi rất là cảm ơn ông Phan Kỳ Nhân và tất cả quý vị đã nghĩ đến những người đàn bà, trong đó có tôi, những người đàn bà đã là vì chồng vất vả suốt cả một thời gian dài khi mà cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, và đã để cho phụ nữ chúng tôi vô cùng khổ sở. Lúc đó đứa con đầu tiên của tôi nó mới được có một tháng thì bố đi, đến khi về đó thì là nó không nhận ra bố, thật sự là nó không biết bố là ai. Mỗi lần mà nó gặp bố, nó ngồi bên cạnh tôi thì nó rất là khó chịu. Đó là cái hoàn cảnh mà rất nhiều phụ nữ ở miền Nam đã phải chịu, và tôi sẽ cảm ơn Liên ủy ban cũng như là ông Phan Kỳ Nhân và tất cả trong ban chấp hành đã nghĩ ra cái ý là dùng cái tháng năm để mà vinh danh những người phụ nữ mà đi nuôi chồng nuôi con trong thời gian cải tạo. Vâng. Dạ, thưa nhân tiện đây là có ông Trần Vệ, là một cái người mà luôn luôn thu xếp trong những cái việc mà treo cờ để mà trong những ngày 30 tháng 4, và đồng thời cũng tiếp tục những cái chương trình khác, thì về ông Trần Vệ có thể cho biết cái chương trình của quý vị từ nay đến tháng 4 và sang cả tháng 5 nữa thì nó có những chương trình như thế nào, và việc treo cờ trên đường Môn Sa làm sao? Thưa anh và quý khán giả nghe đài, thì tôi là Trần Vệ, Phó Chủ tịch Liên ủy ban chống cộng sản tay sai. Thưa quý vị, như tôi là người đã điều hợp cái chương trình chào cờ hàng tháng, thì thưa quý vị, cái chào cờ hàng tháng trước tượng đài của Đức Thánh Trần là một cái điều mà chúng ta cần phải làm, bởi vì Đức Thánh Trần là một vị đại tướng đã 3 lần thắng quân Mông Cổ, đã nói lên cái tinh thần chống Tàu đã trong cái quá khứ, và bây giờ chúng ta phải hôn đúc cái tinh thần đó để cho sau này con cháu chúng ta thấm nhuần cái tinh thần chống ngoại xâm, để đưa cái dân tộc Việt Nam vào cái tự do và dân chủ. Thưa quý vị, trong cái chuỗi sinh hoạt mà 30 tháng 4 đó, tôi là trưởng ban treo cờ trên đại lộ Bôn Sa, Brockhurst và khắp các đường Little Sài Gòn. Thì thưa quý vị, là đến ngày 27 chúng tôi sẽ có cái buổi lễ xuất phát treo cờ tại trước cái đền Thánh Trần và tượng Đức Thánh Trần vào lúc 10 giờ sáng. Hiện nay thì chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi về vấn đề giấy phép cũng như là cờ, và sẽ cái buổi treo cờ đó thì nói lên cái tinh thần đã dương cao chúng ta, mặc dù là qua đây 41 năm nhưng mà lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn ở trong tim chúng ta và vẫn phải được dương cao trên khắp nơi. Thì điều đó sẽ nói lên cái tinh thần bất khuất của người tị nạn cộng sản. Chúng tôi cũng mong quý đồng hương cùng chúng tôi tham dự những buổi lễ đó trong cái chuỗi sinh hoạt sắp tới. Xin cảm ơn. Dạ, bên cạnh tôi có ông Hứa Trung Lập, thì xin anh có thể cho biết rằng thì là ủy ban và đền Đức Thánh Trần thì sẽ dựng tượng mới, tượng đồng, và như thế nào, cái tiến trình như thế nào, làm sao, và nghe tôi cũng nghe nói là anh sẽ đi hưu dân để mà chứng kiến cái chuyện là đổ đồng, thì xin anh có thể cho biết cái chương trình. Dạ, thưa anh, cảm ơn anh. Tôi Hứa Trung Lập, thủ quỹ của đền Thánh Trần, ủy ban điều hành ở đây. Thì thưa anh, chúng tôi đã đi qua bên Texas rồi, tôi với anh Phan Kỳ Nhân, thì chúng tôi đi qua bên đó coi cái phương pháp họ đổ đồng như thế nào. Thì nó rất là quy mô. Cái tượng của ngài đã được cắt làm 32 mảnh để đúc đồng, rồi sau đó mới hàn lại, mới đánh bóng lại. Thì chúng tôi đã dự trù là đã thông báo tất cả quý đồng hương biết là 10
12 tháng 6 chúng tôi sẽ dựng tượng của ngài lên đây. Vâng. Yeah, vì tháng 5, thật sự tháng 5 đã xong rồi, nhưng mà tháng 5 nó nằm ở trong cái quỹ đạo của người Cộng sản. Thường thường họ làm lễ này tháng 5, vâng, chúng ta không làm cái đó được. Vâng. Yeah, thì đó là một cái phần tượng của ngài. Vâng. Yeah. Còn những cái sinh hoạt khác thì chúng tôi vẫn có như thường. Vâng. Yeah, như mấy anh đã trình bày rồi. Vâng. Yeah. Dạ thưa, còn việc di rời tượng Đức Thánh Trần bằng đá vào trong đền thánh thì ông Phan Nghiên có thể cho biết. Thưa toàn thể đồng hương, theo cái lịch trình mà chúng tôi dự trù thì đã khoảng đầu tháng 5 chúng tôi bắt đầu là đưa cái tượng của ngài ở cái tượng cũ đó, tượng bằng đá đó, vào trong đền thờ nằm bên phải của đền thờ của ngài. Thì đó và sau đó thì chúng tôi bắt đầu sửa lại cái móng theo cái kích cỡ mà chúng tôi đã xin phép, đã được thành phố Westminster đã chấp thuận. Nói tóm lại là cái phần dưới móng á, cái đế của đặc tượng ngài á, cao hơn cái đó khoảng 1.5 feet nữa, và từ đó là cái tượng của ngài là cao 10 feet. Như vậy là tổng cộng chúng ta có từ ở dưới đất mà đi lên là khoảng 17 feet, và như vậy có nghĩa là ngang phân nửa giữa hai trụ cờ uy nghi của chúng ta trong hiện tại. Thì vấn đề này cũng xin thưa với đồng hương là chúng tôi sẽ niêm yết cái danh sách mà những đồng hương đã khắc tên, đưa để khắc tên, rồi chúng tôi sẽ niêm yết, đồng thời chúng tôi sẽ đăng báo trong tuần lễ tới là thứ ba và thứ tư tuần lễ tới, chúng tôi sẽ cho đăng báo cái danh sách. Nếu đồng hương nào mà nghe được thấy cái tên mình có sai sót cái gì thì xin báo cho chúng tôi để kịp thời điều chỉnh trước khi mà đưa cho thợ khắc tên trên đá hoa cương. Thưa anh. Chúng tôi cũng nghe được ở trên những chương trình truyền thông trên đài phát thanh ở đây á, thì quý vị ở trong Liên Ủy ban Chống Cộng sản và Tây Sai đã đưa ra một cái bản nhận định trong cái buổi lễ chào cờ hôm trước á, thì vậy thì bây giờ dư luận cũng có rất nhiều đài họ nói là quý vị có phải là quý vị đưa ra cái bản nhận định là nhằm mục đích ủng hộ một ứng cử viên nào đó hay không, thì xin bà Hiền có thể cho biết về cái chuyện đó. Dạ thưa, tôi là tổng thư ký của Liên Ủy ban Chống Cộng sản và tôi được lệnh của anh ông Văn Kỳ Nhơn và ban chấp hành là phải viết cái bài nhận định đó, rồi anh em cũng đóng góp ý kiến. Thì sự thật ra chúng tôi chỉ viết là với tư cách là những người chống cộng và Việt gian ở Liên Ủy ban Chống Cộng sản là tay sai, chúng tôi viết với cái tư cách như vậy thôi. Còn chúng tôi không hề nghĩa là ủng hộ bất cứ một ứng cử viên nào ra tranh cử kỳ này. Bởi vì chúng tôi thấy cái việc đó bắt buộc phải làm, là bởi vì chúng tôi không muốn cho đồng hương rơi vào cái cạm bẫy giống như ở San Jose, như cô Madison Nguyễn và ông Hoàng Phi Hùng ở bên Texas đã lấy được cái phiếu của đồng hương ủng hộ rồi sau là làm lợi cho Cộng sản thay vì làm lợi cho người quốc gia. Ông Vui Võ thì chúng tôi chưa thấy ông làm gì nghĩa là trực tiếp là giúp cho Cộng sản, nhưng mà những cái việc ông ấy làm chúng tôi đã viết trong tờ nhận định là ông ấy làm lợi cho Cộng sản chứ không phải là ông là Cộng sản. Chúng tôi không hề nói câu đó, nhưng mà những cái việc giống như là gây chia rẽ cộng đồng, đã có một tượng Đức Thánh Trần đây rồi, tại sao ông không giúp như các đồng hương khác để làm cho nó lớn, nó uy nghi lên, mà ông lại lên đài ông cho đánh phá cái tượng này là như một đứa con nít với lại không xứng đáng đủ thứ để rồi ông làm thêm một cái tượng nữa, có phải là gây chia rẽ cộng đồng, cắt đôi cộng đồng đó làm hai không? Rồi cái vụ mà hỗ trợ Tết ở đây tổng hội sinh viên đã từng làm bao nhiêu năm nay, và hắn ở cái số tiền mà tổng hội sinh viên có lợi đó thì đều chia cho các đồng hương, cho các hội đoàn. Thế nhưng mà bây giờ ông lại làm thêm một cái đó là free vào cửa để mà hạ cái tổng hội sinh viên xuống. Để mục đích làm gì? Tổng hội sinh viên là có cùng cái đường lối chống cộng như chúng tôi và có làm lợi cho cộng đồng. Thành ra chúng tôi cho rằng những cái hành vi như vậy đó là có ý là chia cắt cộng đồng ra, và tôi không biết ở phía sau của ông An Như Đỗ là ai mà có những cái hành vi như vậy. Thành ra chúng tôi nghĩa là chỉ lên tiếng với tư cách đó mà thôi. Ngoài ra chúng tôi không ủng hộ bất cứ một ứng cử viên nào. Vâng, dạ, thưa cảm ơn bà Hiền. Xin ông Phan Kỳ Nhân có thể cho biết là sau khi quý vị đưa ra một cái nhận định như vậy thì nó có rất nhiều phản ứng, thì ông nghĩ sao về những cái phản ứng mà ông nghe được, có thuận lợi hay không thuận lợi như thế nào? Thì thưa Nhân, trong bất cứ cuộc đấu tranh nào đều có sự chống đối,
Vì chúng ta phải công nhận là trên cái thủ đô người Việt tị nạn cộng sản chúng ta, Việt Giang nằm rất nhiều. Và những kẻ chạy theo lợi nhuận cũng rất nhiều, không nghĩ tới vấn đề đấu tranh cho dân tộc và cho đất nước, mà nghĩ tới quyền lợi thôi. Chính vì điều đó, khi cái bản lên tiếng của chúng tôi tung ra thì có nhiều cuộc đánh phá, kể cả dùng những cái ngôn từ rất là thấp hèn, những ngôn từ không xứng đáng, nhưng mà chúng tôi coi đó là cái chuyện mà chấp nhận, vì mình có vạch trần sự thật, đối phương bắt buộc phải chống trả trở lại bằng nhiều hình thức tùy theo cái trình độ của mỗi người, chống trả một cách có văn hóa hay là chống trả một cách rất là bằng tiền. Thành ra cái chuyện mà chúng tôi bị đánh phá hàng đêm trên đài của ông Lê Công Tâm thì chúng tôi cũng chấp nhận thôi. Chúng tôi để vì đồng hương ở thời điểm này, đồng hương rất sát xuống, không phải ai nói gì đồng hương nghe, không phải tôi nói gì đồng hương nghe, mà hay là đối phương nói gì đồng hương nghe, mà có sự nhận định của đồng hương. Do đó cái bản mục đích của cái bản nhận định của chúng tôi, mục đích là chỉ vạch trần sự thật cho đồng hương thấy, để chúng ta trong tương lai chọn người cho xứng đáng, không để hối hận như Hoàng Phi Hùng cũng như Madison ở các tiểu bang khác. Đó là việc mà chúng tôi làm. Chúng tôi phải nói cái mấu chốt của việc này, cái việc đặt tượng Đức Thánh Trần ở trong Mai Xoe Bạc, cái mấu chốt là lấy tiền của báo Người Việt, một tờ báo mà bị 151 tổ chức hội đoàn lên án. Vì sao lên án? Vì nhục mạ lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta trong chậu rửa chân, và liên tục của những bài viết của tên Sơn Hào và những tên lấy tên khác viết lên nhục mạ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và tiếp tục những con đường đã phá. Mà khi nhận tiền của báo Người Việt thì những người mà nhận tiền đó họ là ai? Họ là có xứng đáng là những người dân cử không? Họ có xứng đáng là những người dân quốc gia không? Hay họ có những lập trường và những lý lẽ khác họ đi riêng? Do đó chúng tôi kết luận trong bản nhận định, những người này không cùng chiến tuyến với chúng ta. Tất nhiên, tất cả những việc làm của người Việt tị nạn cộng sản ta, của chúng ta trên đường đấu tranh đều ngược lại với những nguyện vọng của những người này. Do đó chúng tôi lên tiếng để đồng hương nhận định. Chúng tôi không vận động cho một cuộc bầu cử nữa, vì chúng tôi quan niệm rằng đối với một vị dân cử nào cũng phải thi hành cái đường lối và chính sách của chính phủ Hoa Kỳ. Và đối với chính phủ Hoa Kỳ thì xin không nói ra, 75 là một bài học rất đau khổ cho dân tộc Việt Nam, cho dân tộc miền Nam, cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Thành ra ngày hôm nay chúng tôi đưa bản nhận định đó là nhằm mục tiêu đó, để chúng ta bây giờ là một công dân Mỹ, cái quyền của chúng ta là quyền sử dụng lá phiếu, chúng ta sử dụng thế nào, đừng để có mang hậu quả trong tương lai. Đó là ý nghĩa của bản nhận định. Thưa đồng hương, tại vì chúng tôi cũng có đề cập tới vấn đề cái tượng đài tượng Đức Thánh Trần thứ hai ở Mai Xoe Bạc. Ngoài cái ý nghĩa, cái mục tiêu của những người dựng nên cái tượng này, thì chúng tôi cũng nói thêm về phần chi tiết. Khi mà cái tượng trong Mai Xoe Bạc có một câu như thế này, rồi để là báo Người Việt, rồi Hòa Thượng Chân Thành, rồi một tên người nữ là vợ của ông Lê Công Tâm, là leadership cộng đồng. Đó là cái câu mà khắc trên đó, thì chúng tôi cũng rất là bất bình. Những người này là những người lãnh đạo của cộng đồng mà. Thành ra chúng tôi trong vấn đề này chúng tôi sẽ đặt lại vấn đề sau, nhưng mà hôm nay chúng tôi cũng báo để đồng hương nào biết có qua coi lại thời đi vào trong đó đọc những cái bản khắc như vậy. Một tờ báo bao che cho chế độ cộng sản, một tờ báo đã sĩ mạ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thế mà bây giờ là leadership của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản đây. Đó là điều mà chúng tôi sẽ có thái độ trong tương lai. Dạ. Xin bà Trần Thanh Hiền có đóng góp thêm ý kiến gì với ông Phan Kỳ Nhân về cái vụ đó hay không? Không, thì ý kiến của tôi thì trùng lập với ý kiến của ông Phan Kỳ Nhân, bởi vì ở đây đó, cái người mà lãnh đạo cộng đồng là thường được dân bầu bằng phổ thông bầu phiếu. Báo Người Việt chưa hề ra tranh cử và cũng chưa hề được ai bầu cả, mà bây giờ dưới cái tượng đài đó lại nói rằng là báo Người Việt, ngay cả Hòa Thượng Thích Chân Thành, ngài chỉ là viện chủ của một cái chùa thôi, ngài không có là lãnh đạo của cộng đồng này bao giờ.
và đặc biệt là bà vợ của ông Lê Công Tâm hoàn toàn không có bao giờ chúng tôi thấy mặt cả. Chúng tôi làm việc ở đây mấy chục năm, thế mà bây giờ lại đề những người đó là leadership của cộng đồng Việt Nam, thì tôi thấy cái điều đó rất là vô lý và là một cái sỉ nhục lớn lao cho cái cộng đồng ở đây. Cho nên chúng tôi cần phải lên tiếng về cái thái độ của ông Lưu Đỗ. Ông lấy ở đâu ra cái tài liệu mà cho là những người đó là leadership ở đây? Đó là vấn đề chúng tôi cần đặt luôn. Chúng tôi xin hết lời. Vâng, chúng tôi xin thành thật cảm ơn tất cả các quý vị đã cho chúng tôi biết về những cái sinh hoạt của tháng 4 và tháng 5. Xin chúc quý vị thành công trong tất cả những cái sinh hoạt đó. Thưa anh Dẫn, cũng nói thêm là trong cái chuỗi sinh hoạt, tháng 4 thì chúng ta lo về ngày Quốc Hận. Tháng 5 thì chúng tôi đưa cái đề tài là vinh danh mẹ Việt Nam. Tháng 6 là chúng ta khánh thành tượng Đức Thánh Trần. Và tháng 7, tháng 8, cuối tháng 8, tuần lễ cuối tháng 8 là tuần lễ chúng ta cầu nguyện cho nạn nhân của chế độ Cộng sản từ thời Hồ Chí Minh cho tới ngày hôm nay. Đó là chuyện mà chúng ta làm. Năm nay là năm thứ 2. Phải nhắc lại thời gian năm 2015, rồi chúng tôi cũng có đến Washington, cũng có đến tượng đài nữ thần dân chủ, nữ thần dân chủ, để làm cái lễ cầu nguyện. Trong đó thì có anh giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, thì cũng cùng chúng tôi làm việc này. Và hôm nay thì giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cũng đi theo thời gian rồi, thời gian đã đi khỏi chúng tôi rồi, thành ra chuyện đó chúng tôi vẫn tiếp tục con đường này, và chúng tôi sẽ làm cái buổi lễ cầu nguyện nạn nhân chế độ Cộng sản trong tuần lễ sau của tháng 8. Thưa chị. Vâng, xin cảm ơn tất cả các quý vị đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Cảm ơn quý vị.